Thanh Hòa, Trình Bài, Phong Lư, Đàng Lầu, Cải Mà, Hoàng Sinh Thiện, Tạt Cằm. Tốt then trình bày hết lèo nghị quyết của Đảng, Hoàng Văn Trịch, Tạt Cằm. Yeah.
La Thị Hồng Tơ truyền bài phong thư mừng Đảng Toàn Xuân Hà Văn Quý sưu tầm. Nhìn trài vui kinh lầu nhũng cua, hẹn hò căn ở mùa bi nả. Thuận môi cần bác bá áo à, tiếng cầm đảng bồng ra cõi chữ. Thi đua căn thân vũ đông xuân, khẩu bác hết quyết tâm cả lại, chỉ tiêu tao bấu ngại chắc tàng. Khó khăn đang coi bàn cũng quyết, đảng thương dân mọi việc lo toan. Xóa dân giặc cờ hàn pi câu, tới sông khám pi mư bồi thu. Quê hương lâu biết lư tôi mư, hỡi pi non quê sự mà thăm. Mừng chúc đảng mùa xuân đại thắng, mừng xuân mừng chúc đảng vinh quang. Thuận mọi cẩn quê ra hạnh phúc. Tiến khởi trường bài then cần ké pi ân đảng cầm của Vi Thị Sinh. Ngờ trang lượn hôn hỷ hạnh phúc.
trộm xã hội văn minh vây khẩn nơi, trộm tivi điện lùng cân vằn chiếng lượn hờ lục lan hết việc, thon lục lan đoàn kết tăng dân hết kinh chứ công ơn đáng bạc.